Bật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại tài chúng bồ tát nguyện cho các thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải Việt nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian ngày 13 tháng 10 năm 2010 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cương tập 165. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang. 191 Hàng thứ sáu từ dưới đếm lên Từ tính giải Mình ký Tất dài đệ nhất Xem từ câu kinh giang này Chú giải của Hoàng Niệm Lão Tính là tính thọ Thọ là tiếp thu Sau khi tin phải tiếp thu Nếu không tiếp thu Chưa thể gọi là tin Đại thừa nghĩa chương nhị Nhị là quyển thứ hai nói Đối với tam bảo Dân dân tâm tịnh không nghi ngờ Gọi là tính Tấn dịch Hoa nghiêm kinh lục nói Tính Là mẹ của mọi công đức Thị hiện Khai phá đạo vô thượng ở giữa có tỉnh lửa Chúng ta xem đoạn này trước Tu học tịnh độ tông Có ba điều kiện Chư vị tổ sư xưa nay gọi là ba nguồn tư lương Thứ nhất là tính Thứ hai là nguyện Thứ ba là hạnh Hạnh nghĩa là thực hành Tính đặt ở điều kiện đầu tiên Thế nào mới gọi là tính? Đại Thừa Nghĩa Chương nói câu này rất hay Tâm phải thanh tịnh Không có nghi hoặc Vậy mới gọi là tính tin trong phật pháp không giống niềm tin của các tôn giáo khác thế gian rất nhiều tôn giáo họ cũng đặt niềm tin ở vị trí hàng đầu nhưng niềm tin của họ thứ nhất là tinh thần tin thượng đế trong phật pháp không như thế phật pháp đầu tiên là tin chính mình Hoàn toàn khác nhau à. Quý vị xem Trong Di Đà Kinh Yếu Giải Đại sư Ngậu Ích nói cho chúng ta về sáu loại tin Thứ nhất là tin chính mình Tin bản thân là gì? Tin chính mình vốn là Phật Nếu chúng ta không tin điều này học phật sau thành phật được trong tịnh độ tâm lại càng đặc biệt tin tự tâm tức là phật a di đà phật a di đà tức là tự tâm tịnh độ tức ở đây ở đây tức tịnh độ quý vị có tính tâm này chăng Không có niềm tin này không Hèn gì niệm Phật không có cảm ứng không Hèn gì niệm Phật không được ta muội Bởi thì đầu tiên là tin chính mình Tiếp đến mới tin Phật Đây là tin Tha Tin Phật a di đà Tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đích có một người là Phật A-di-đà Đức thực có ừ, vấn đề này Chân đúng. thật không hư dối Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta Nếu không có Ngài giới thiệu Chúng ta cũng không biết có thế giới cực lạc Cũng không biết có Phật A-di-đà Đây là điều thứ hai Tinh tha Thứ điều ba là tinh sự biết có điều này thứ tư là tinh lý thứ năm là tin nhân thứ sáu là tinh quả chúng ta chỉ cần đi theo lời dạy trong kinh điển đạo lý phương pháp cảnh giới trong kinh điển đều là nhân tinh tấn nỗ lực tu tập Giảng sanh nghĩa là chứng quả Ngài Ngậu Ích đã nói cho chúng ta Sáu niềm tin này Không hề hoài nghi Sẽ có thành tựu Nếu như có nghi hoặc Chứng tỏ niềm tin chúng ta không thanh tịnh Trong đó sen tạp nghi hoặc Xen tạp vọng niệm Xen tạp vọng niệm tâm không thanh tịnh Không những tịnh tông như vậy Mà tất cả Phật Pháp Đại Thừa Đều kiến lập trên niềm tin này Ta phát tâm tu học Mới có thành tựu à. Kim Hoa Nghiêm Tấn dịch là lục thập Hoa Nghiêm Trong quyển thứ sáu của lục thập Hoa Nghiêm nói Niềm tin là mẹ của mọi công đức à. Quý vị xem Niềm tin là nguồn gốc của học đạo Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ kiến lập tính tâm Đây là nguồn gốc của đạo Vô lượng vô biên công đức của chư Phật Bồ Tát Thành tựu từ đâu? Thành tựu từ niềm tin Câu sau cùng Thị hiện khai phát đạo vô thượng Giải là liễu giải Thông suốt Khai giải đã khai ngộ Chỉ có lĩnh ngộ thâm sâu hơn hiểu rõ Sau khi lãnh ngộ thật sự hiểu rõ Kinh Hoa Nghiêm lấy tính giải hành chứng làm cương yếu Vì thật sự tiến dại Mới có thể thật sự sanh khởi hành chứng Quý vị thấy quan trọng biết bao à, Ngày nay chúng ta muốn giảng sanh Thì giới Tây Phương cực lạc Thế gian này Có xảy ra tiên tai chăng Các nhà khoa học nói Vấn đề này 50% nói có 50% số người nói không Họ đều có lý Đều nói rất có lý Chúng ta nên nghe ai Như vậy chúng ta có rất nhiều nghi hoặc lo lắng chúng ta nghe xong đừng để những vấn đề này trong tâm có cũng tốt không có đương nhiên càng tốt vì sao nói có cũng tốt chúng ta dùng cách này để khuyến khích chính mình cần phải trong hai ba mươi năm Tu thật tốt Pháp môn niệm Phật Tốt đến mức độ nào Tốt đến có thể tự tại giảng sanh Muốn đi là đi Muốn ở là ở Đây không phải rất tự tại sao Thiên tai thật sự xảy ra Thiên tai này là cộng nghiệp chiêu cảm Thiên tai đã xảy ra Rất nhiều người gặp nạn Nơi định của mỗi người không giống nhau Chúng ta tu thật tu thế giới Tây Phương cực lạc Thiên tai xảy ra liền định thế giới cực lạc Như vậy có gì không tốt Ngày nay hướng về thế giới cực lạc Ngày ngày nhớ đến Phật A-di-đà Chúng ta sẽ thấy được Cho nên đây là việc tốt không thì sao không thì chúng ta ở lại thế gian thêm vài năm nên biết rằng ở thêm vài năm là nâng cao cảnh giới của chính mình trong kinh đức phật nói tu hành một ngày ở thế giới ta bà bằng thế giới cực lạc tu hành một trăm năm vì sao vậy vì thế giới này không như thế giới cực lạc thế giới cực lạc rất bình an không có trắc trở Thế giới này là sóng to gió lớn Nếu ta đầy đủ giới định tuệ Sẽ nâng cao rất nhanh Nếu vẫn còn mang tập khí Tham sân si sâu nặng Ta sẽ bị đọa lạc thật nhanh Lên nhanh xuống cũng nhanh Thế giới cực lạc bình bình an an cho nên sự tăng tiến rất chậm Lời Phật nói ở đây Chúng ta cần phải hiểu Nếu thiên tai này không xảy ra Chúng ta lưu lại thế gian này Cảnh giới tăng tiến thật nhanh Điện thế giới cực là phẩm vị rất cao Nói tóm lại phải buông bỏ nhân duyên của thế gian này, đừng lưu luyến, đừng để trong lòng. Như vậy là đúng. Chúng ta thật sự khai giải, thật sự hiểu rõ, kính giải thật sự mới có thể sanh khởi hành chứng thật sự. Chứng của tịnh tông nghĩa là giảng sanh Lại ghi nhớ rõ ràng Ký ức phân minh Đối với những pháp nghe được Ký ức không quên Rõ ràng phân minh Cho nên gọi là nhớ rõ Đây là nói rõ tỳ kheo pháp tạng Trong hội Tự tại dương Phật Đích thực là Tài cao trí tuệ giọng mạnh Hiện căng sâu dày Định tuệ Hơi người Người bình thường không thể sáng được nghe kinh dạy học giống như tôn giả an nam vậy nghe qua một lần Ngày vĩnh viễn không quên đây gọi là nhớ rõ ký ức không quên người có năng lực này mới có thể truyền thừa chánh pháp của như lai Hạng người này không nhiều Trong hội của Phật Chỉ có An Nam Cho nên An Nam Phải gánh sứ mạng Sau khi Phật diệt độ Kiết tập kinh tạng Lúc Thế Tôn Tài Thế Giảng Kinh Thủy Pháp suốt 49 năm không có văn tự chứ vậy nên biết chứ vậy đồng học cũng không như hiện nay dùng công cụ giấy bút để ghi chép đều không có mà sau khi phật diệt độ Mọi người cảm thấy giáo huấn của Thế Tôn Các đệ tử phải có trách nhiệm Đem nó lưu truyền cho hậu thế Đây là tôn giả đại ca viết Phá khởi sự nghiệp kết tập kinh điển lớn lao này À, Do tôn giả cài gì Chủ trì công việc này Tôn giả An Nan Đảm nhiệm trùng tuyên Trí nhớ của Ngài An Nan cực kỳ tốt Theo quên Phật thời gian dài quên. Mỗi bài thuyết pháp của Phật Ngài đều tham dự Bởi thế có người nói Ngày tôn giả An Nan ra đời là ngày Đức Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. À. À, nà... Tôn giả A Nan 20 tuổi xuất gia làm thị giả cho Đức Thế Tùng Kinh điển 20 năm trước Đức Phật giảng, ngài không nghe được. Chứ vậy nên biết 20 năm này Những kinh điển mà Đức Phật giảng dạy Gồm A Hàm 12 năm Phương Đẳng 8 năm Là 20 năm Tôn giả An An tham dự nghe kinh Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh gì? Giảng Bát Nhã Đến thời kỳ thứ ba Đức Phật giảng Bát Nhã 22 năm Vậy kinh tạng tiểu thừa Tương gia Anan làm sao kiết tập à, Trong kinh này có nói à, Tôn giả An, An xuất gia đưa ra điều kiện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong điều kiện có điều kiện này. Tất cả kinh điển Đức Thế Tôn giảng trước đây ngài chưa được nghe. Hy vọng Đức Thế Tôn nói cho ngài nghe lại một lần. Có điều kiện này dạy bù cho ngài A Nan. Chúng ta có lý do tin rằng ngài A Nan có trí nhớ tốt như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc viên thành Phật đạo, đương nhiên cũng có năng lực này. Điều này có thể tin Khi không có người tịnh Pháp Đức Thế Tôn giảng lại cho Ngài Anan nghe Những kinh đã giảng trước đó Đây gọi là nhớ rõ Bên dưới nói đều là đệ nhất Niềm tin của Ngài đệ nhất Hiểu đệ nhất Trí nhớ đệ nhất Ngài đều là đệ nhất Đều là đề nhất Trong chú dạy có hai cách nói Thứ nhất trí cao vô cường Không ai có thể vượt qua Trong hàng đệ tử Không ai sánh được với Ngài Thứ hai Những gì Ngài tin hiểu Thế nhập Đều khế nhập đệ nhất nghĩa đệ Nên gọi đều là đệ đề nhất Ý này rất sâu sắc Đây là Các bậc tổ đức xưa nay thường hay nói Tiêu quy tự tăng Những gì Ngài tin Hiểu Nghe được Đều có thể trở về tự tăng Đó không phải là nghe bình thường Ngài tương ưng với chân như tự tánh Chúng ta đọc những kinh gian ở trước Và khai thị của Tổ sư Đại Đức Chúng ta có lý do tin rằng Vì ở trước nói rất rõ ràng tỳ kheo phát tạng không phải người bình thường Là Pháp Thân Bồ Tát Tái Sanh Đương nhiên Ngài có năng lực này Chúng ta có thể tin điều này Xem tiếp Kinh Văn bên dưới đây vẫn là chú thích Lại có hạnh nguyện thù thắng Và niệm huệ lực Tăng thượng tâm này Chiên cụ bất đồng Mấy câu này là hạnh nguyện tinh tấn à, tu hành của ngài quan nguyện của ngài rất thù thắng Bồ Tát không vì bản thân Mà vì ai Chuyên vì chúng sanh khổ nạn trong lục đạo Phiền não tập khí vô cùng sâu nặng Không dễ học Phật Muốn khai ngộ Nói thật Phải cần thời gian rất dài tỳ kheo pháp tạng trong lúc tìm phương pháp dùng phương pháp gì có thể dạy những chúng sanh này sớm ngày thành tựu thực tế mà nói vấn đề này tất cả chư phật đều luôn để tâm điểm Nhưng không nghĩ ra phương pháp Trong kinh điển thường nói Tâm Phật và chúng sanh Tam vô sai biệt Sức mạnh này ngang nhau Tâm chúng ta Có thể tương ứng với Phật như vậy là có cách Nếu chúng ta tương ưng Với những tập khí phiền não Của tất cả chúng sanh Đó quá thật gọi là Vô lượng kiếp Không có ngày ra khỏi luân hồi Ba sức mạnh này phải bằng nhau Xem chúng ta kết hợp với sức mạnh nào Khi kết hợp với tập khí phiền não của tất cả chúng sanh Những gì trong kinh nói không phải để làm khiếp sợ người khác Mỗi câu Đức Phật nói đều là thật Phải trôi lăn trong luân hồi vô lượng kiếp Luân hồi khổ quá Sáng à, đến quái, quái trời Giống như thở, thở một hơi thở Chưa thở hết hơi thở là bị đọa lạc Lần này đọa lạc đến khi nào mới ra khỏi được Quả thật không đơn giản Trước đây Thầy Lý nói với chúng tôi Thực tế thời gian không phải là định pháp Thầy nói với chúng ta về địa ngục Một ngày ở địa ngục là nhân gian bao nhiêu năm? Hai ngàn bảy trăm năm Một ngày ở địa ngục là Hai ngàn bảy trăm năm của nhân gian Lịch sử Trung Quốc hiệu xưng năm ngàn năm Ở trong địa ngục chưa đến hai ngày quý vị sẽ cảm thấy rất đáng sợ địa ngục có rất nhiều loại thời gian dài ngắn đều không nhất định trong kinh điển chúng ta thấy nói rất nhiều đều là sự thật xem là tên địa ngục nào đức phật tuyệt đối không giọng ngữ Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật Không thể ở trong lục đạo Cần nhanh chóng xa liền Thảm họa năm 2012 là cơ hội rất khó được Đối với người tu học Pháp môn tịnh độ mà nói là thời khắc để thành tựu Chúng ta phải định ngày giảng sanh Vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 Chúng ta định vào ngày này Tự tại biết bao Như vậy tâm sẽ an Tâm cũng định Nhất định phải thành tựu Không được có tâm cầu may Chân thành nhất tâm niệm Phật Buông bỏ dạng duyên Quý à, vị xem người nào khi chết Có thể mang theo được vật gì Không mang theo được gì cả Đến thân này cũng không mang theo được huống gì là vật ngoài thân Có thể không buông bỏ ư Buông bỏ nghĩa là Hoàn toàn không dứng bận Không có ưu tư Không hề lưu luyến Niệm Phật như thế Chính là Đại sư Thiện Đạo nói Giả người tu và người đi Không sót một ai Còn ở thế gian này Mỗi niệm là Phật A-di-đà Chúng ta cũng không quên Niệm niệm giúp chúng sanh đau khổ Tùy duyên Mà không phan duyên Có nhân duyên giúp tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Rốt ráo lìa khổ được vui Chính là niệm Phật giảng sanh tịnh độ Đây thật sự là Cứu cánh viên mạng Hành nguyện thù thắng Thù thắng là thuật ngữ Phật giáo Phật giáo gọi là thù thắng Thù là gì? Là đặc thù Đặc biệt Thắng là vừa qua Siêu diệt Là việc Siêu phàm tuyệt tục Thế gian khi hữu Đây gọi là thù thắng Hạnh nguyện của Pháp Tạng Thân hành và tâm nguyện hỗ tương lẫn nhau Thân hành và tâm nguyện của Ngài Hoàn toàn tương đồng Chứ không phải như một số người học Phật Gọi là khẩu thị tâm phi Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo Như vậy học Phật rất khó Trên à, miệng niệm, niệm, niệm Phật a di đà Tâm vẫn lưu luyến thế gian này dân Không buông được Tài sắc danh cực thùy Như vậy làm sao được Không thể giảng sanh Phải buông bỏ tất cả Tâm địa thanh tịnh Sanh đại quan hỷ Bồ Đề Tâm Luận nói Người cầu Bồ Đề Phát Tâm Bồ Đề Tu Tâm Bồ Đề Mấy câu này nói rất hay Phát Tâm thì cần phải tu Nếu không tu Diễn diện không đạt được tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là gì? Theo trong kinh luận nói Nhạc Hai tiếng đồng hồ cũng không nói hết à, Chúng đồng ta đồng nói đồng một đồng cách đồng giảng. giảng lược wow. Trong kinh Quán Vô, Vô Lượng Thọ Chính Phật đồng Nói về tâm Bồ Đề Chí thành tâm Thân tâm Hồi hướng phát nguyện tâm Trong Đại Thừa khởi tính luận nói Trực tâm Thâm tâm Đại bi tâm Hợp kinh luận lại xem Sẽ dễ hiểu hơn Tâm trí thành Chân thành đến cực điểm Quần chân vô dòng Tâm này là thể của tâm Bồ Đề Đó là gì? Chính là tự tánh A lại gia là vọng tâm Ta mới biết chân tâm rất khó <laughs> nói cách khác Tâm mà lục đạo và tứ thánh pháp giới dụng Không phải tâm bồ đề Nếu người phát tâm bồ đề Tu tâm bồ đề Họ dùng tâm bồ đề Sẽ vượt khỏi mười pháp giới Ai có tâm bồ đề Trong kinh hoa nghiêm nói Viên giáo sơ trụ bồ tát trở lên Là tâm bồ đề Có, Đã phát tâm Bồ Đề Làm sao để tu tâm Bồ Đề Buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Vậy là tu tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là chân tâm vốn có của chúng ta Vốn có Hiện nay có chăng? Có Tuy bây giờ có Nhưng nó bị chướng ngại biến chất chân tâm biến thành vọng tâm nghĩa là biến thành vọng tưởng phân biệt chập trước vọng tưởng là a lại gia phân, phân biệt là đệ lục ý thức chấp trước là mạc nạp thức biến chất Buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Gọi là tu tâm bồ đề Không phải người bình thường có thể làm được Viên giáo sư trụ Bồ Tát mới làm được Vậy a la hán có tâm Bồ Đề chăng? Không có Tiểu thừa Bích Chi Phật cũng không có Quyền giáo Bồ Tát cũng không có Quyền giáo Bồ Tát là Phật Bồ Tát trong 10 Pháp giới Đều không có, à, có Nhưng không Nguyện của tỳ kheo pháp tạng thân Quả thật thân thân. rất thù thắng Ngài dạy chúng ta Không đoạn những phiền não này Nhưng Cũng là tâm bồ đề Điều này rất đặc, ừ. đặc biệt Đúng là rất thù thắng Vậy là sao? Trong Di Đà Kinh yếu giải Đại sư Ngậu Ít nói Chỉ cần ta chân thật phát tâm Nguyện sanh tịnh độ Thật thà niệm Phật Tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề Đại sư Ấn Quang đối với câu nói này khen ngợi hết lời Nói rằng Đại sư Ngậu Ích nói quá hay Các bậc tổ đức xưa nay chưa ai nói như vậy Chỉ có Đại sư Ngậu Ích nói ra Quý vị xem rất nhiều ông bà cụ Từ sáng đến tối niệm Phật A Di Đà Lúc Lâm chung biết trước giờ đi Đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh Nói với mọi người Phật A Di Đà đã đến Tôi thấy rồi, giờ tôi phải đi theo Ngài Họ đi thật Đến thế giới Tây Phương cực lạ là Đều làm A Duy diệt trí Bồ Tát Không phải là phát Đại Tâm Bồ Đề ư Tuyệt diệu Không phải là giả Đây là hạnh nguyện vô cùng thù thắng Của Phật A Di Đà Chứ Phật như Lai đều không có Đến thế giới qua tạng cũng không có Đây là hiển thị sự thù thắng của tịnh độ tâm. phát là tính nguyện. tu tức là hạnh. Đây là nói ra ba điều kiện quan trọng. Tính nguyện hạnh. Tính nguyện hạnh ba món tự lượng tư lương là ngày xưa đi du lịch ra ngoài đi du lịch phải mang theo một ít tiền tài đó là tư ngày trước là mang theo một ít tiền vàng bạc đi trên đường cần dùng còn phải mang theo lương thực bây giờ không cần thiết bây giờ có nhà trọ có khách sạn không cần mang theo lương thực chỉ cần có tiền là được cho nên nói chỉ cần dùng tư không cần dùng lương tiện lợi hơn ngày xưa nhiều tính hạnh nguyện ví như tư lương cần dùng cần chuẩn bị khi đi du lịch nếu không có tư lương thì mọi thứ đều không tiện lợi ba loại này như đỉnh ba chân thiếu một cũng không được Ba điều kiện này không thể thiếu điều nào Tín là điều đầu tiên Sau khi có niềm tin phải có nguyện Nguyện sanh tịnh độ Đại sư ngẫu Ích nói rất hay Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chúng ta đi được hay không Tất cả đều do có tính nguyện hay không Chỉ cần có tính có nguyện Là có thể giảng sanh Bởi thì khi lâm mạng chung Một niệm mười niệm Đều giảng sanh thế giới cực lạ Hai chữ tính nguyện liên quan đến việc ta giảng sanh hay chăng vì thế chúng ta phải tin sâu nguyện thiết Thật sự muốn đi Hẳn là công phu niệm Phật Đại sư Ngậu Ít nói rất hay Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Phẩm vị cao thấp Đều do công phu niệm Phật sâu hay càng Công phu niệm Phật sâu thì phẩm vị cao công phu niệm phật cạn phẩm vị sẽ thấp liên quan đến phẩm vị quý vị xem ngài không nói niệm phật nhiều hay ít không nói một ngày niệm mấy dạng câu phật hiệu không nói như vậy là do công phu sâu hay cạn công phu là gì công phu nghĩa là chúng ta niệm sắc vọng tưởng tạp niệm đó là công phu khi niệm Phật Trong tâm không có hoài nghi Không có tạp niệm Không có gián đoạn Đây là công phu Chứ gì nên như Trong tâm danh hiệu Phật không gián đoạn Không phải chỉ niệm bằng miệng Miệng ngừng niệm không sao Phật trong tâm không được gián đoạn À. có người hỏi phật trong tâm và phật trên miệng có gì khác nhau có một số người nói miệng tôi không miệng thì phật trong lòng cũng quên nói thật miệng có mà trong tâm không có tức không có phật quan trọng nhất là trong tâm có phật trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Trường nói Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Niệm này là trong tâm có Quý vị xem chữ niệm này là chữ hội ý Ở trên là kim Kim là ngày hôm nay Bên dưới là tâm Nghĩa là tâm bây giờ Cái tâm hiện tiền Trong tâm thật có Gọi là niệm trong tâm không có Không gọi là niệm Chỉ niệm bằng miệng thôi chưa đủ Cổ nhân có câu nói rất hay Miệng niệm di đà tâm tán loạn Trong tâm suy nghĩ lung tung Hét rách cổ họng cũng chỉ uổng công Một ngày dù niệm thật nhiều cũng vô dụng Quan trọng nhất là trong tâm thật có Vì thế chúng ta phải đem tâm này Để Phật A-di-đà vào trong tâm Ý nghĩa này rất khó lãnh hội Chúng tôi dùng một ví dụ để quý vị dễ hiểu Ngày xưa Có một năm tôi ở Đài Loan Ở Thư viện Cảnh Mỹ Là chuyện trước đây Năm mới Có một vị Phật tử Là người Thường đến học Phật Ở Thư viện chúng tôi đến chúc tế nói rằng bà nói thầy tỉnh không công phu niệm phật của con bây giờ không tệ tôi nói tốt quá bà nói con buông bỏ được tất cả chỉ có cháu chắc không buông được quý vị xem bà ta nói không buông bỏ được cháu chắc tôi nói với bà bà có thể đem phật a di đà thay thế vị trí của con cháu bà như vậy bà sẽ thành công quý vị xem bà không phải ngày nào cũng nhớ cháu chắc mà ngày nào cũng niệm phật a di đà a di đà phật nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cháu chắc trong tâm có cháu chắc đó là vật chứa ngại phật a di đà bản thân nói công phu không tệ vẫn không được còn cách một tầng trong tâm có miệng không có chân công phu Miệng bà không nhắc đến cháu chắc Nhưng trong tâm bà có Từ ví dụ này Chưa vậy có thể lãnh hội được Trong tâm thật sự có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Không còn niệm nào khác Dù không niệm một câu Phật hiệu nào Nhưng lại là chân niệm Phật Giảng sanh tuyệt đối không có vấn đề gì không cần người trợ niệm đây là điều chúng ta cần phải học niệm là tâm bây giờ có phải chỉ niệm bằng miệng Chúng ta xem tiếp Di Đà hiệu là Đại Nguyện Dương Pháp môn tịnh độ Toàn nương vào nhất thừa nguyện hải Của Phật Di Đà Lấy tính nguyện trì danh làm tôn chỉ Một đời của Đại sư Ấn quan Giáo hóa chúng sanh Thật thà trung hậu Làm hết trách nhiệm Không tà ngụy lương chân thành Tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ Mấy câu này là Truyền tâm pháp yếu của Tổ sư Ấn Quang à, Có người nói, nói Đại, là đại sư đại là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Sanh Quý vị xem truyền tâm pháp yếu của Ngài Ngài rất tương ưng với Bồ Tát Đại Thế Chí Thế Đúng là, là nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Không tạp niệm Không hoài nghi Niềm tin của chúng ta phải như vậy mới được Phải phát nguyện như vậy mới được Làm gì có chuyện không giảng sanh bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà đúng là đại nguyện dương. thứ tự vừa qua tất cả chư Phật như lai, chư Phật như lai đoạn tận tập khí phiền não, không có ngạo mang, không có đố kỵ. Chư Phật Như Lai nghe nói Phật A Di Đà định kiến lập thế giới cực lạc Không có vị Phật nào không khen ngợi Không có ai không hoan nghĩ Nếu đem những học sinh có giáo hóa của mình Đưa đến thế giới cực lạc Nghiệp chướng quá nặng Tập khí quá nặng Ở trong hội của chư Phật Không cách nào khai ngộ Phải làm sao Đều đưa họ đến thế giới cực lạ Phật A Di Đà có phương pháp Thu nhận hết những người này Bởi thì Phật A Di Đà ở thế giới cực lạ Thu nhận những học trò đều là những người khó giáo hóa nhất Chứ Phật như lai không giáo hóa được Đều đưa đến thế giới cực lạc Chúng ta phải hiểu chân tứ sự thật này Chúng ta ở nơi thế giới ta bà này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy được chúng ta. Trong hội của Phật Thích Ca, đừng nói là thành đạo Bồ Tát, đến sơ quả chúng ta cũng không đạt được. Đây không phải là khó giáo quá nhất ư. Ừ. Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ Đưa chúng ta đến thế giới cực lạc Đến thế, thế giới đưa cực đưa lạc Thành A Duy Việt Trí Bồ Tát Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất yêu thương chúng ta Chúng ta phải cảm ơn Ngài Cho nên khi nhân duyên thuần thuộc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bộ kinh này <laughs> Truyền thọ pháp môn này Hiện tướng vô cùng quan hỷ Đoàn tướng hy hữu toàn thân phóng quang Sanh đại quan hỷ Khi giảng tất cả kinh điển Xưa nay chưa từng có hỷ duyệt như vậy Vì sao thì Vì pháp môn này phổ độ tất cả chúng sanh Phổ độ viên mãn ba căn thượng trung hạ Quá đúng là Đức Phật thị hiện Thuyết Pháp Trong suốt 49 năm Bộ kinh này là kinh điển bậc nhất Trong tất cả các kinh Ở trước chúng ta đều đã học Đối với năng lực và tác dụng của kinh điển mà nói, đây là kinh điển bậc nhất. Dưa qua Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa là độ hàng thưởng thưởng thừa. Hàng thưởng trung hạ đều không có phần. Pháp Môn niệm Phật này hàng hạ hạ căng đều được độ rất tuyệt. Bởi vậy đời này chúng ta gặp được Phải biết rằng mình may mắn Đã được quả thật không dễ Trong đời này phải thành tựu Mới không có lỗi với Phật A-di-đà Không có lỗi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Không thể thành tựu có lỗi với bản thân Sao có thể bỏ qua cơ hội ngay trước mắt Cơ hội tốt đến thiệt Lần này bỏ lỡ Lần sau gặp lại Không biết đến đời nào kiếp nào Chúng ta mới biết Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Vì thế tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội Pháp môn tịnh độ Hoàn toàn dựa vào nhất thừa nguyện hải của Phật A-di-đà Nghĩa là hoàn toàn nương vào 48 nguyện của Phật A-di-đà Nhất thừa nghĩa là gì? Nhất thừa là thành Phật Không phải thành Bồ Tát Cho nên giảng sanh về thế giới cực lạc là thành Phật A-duy à, việt trí Bồ Tát là thành Phật Trong tiền tông của Đại Thừa nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Bất kỳ ai Chỉ cần sanh đến thế giới cực lạ Tuy họ chưa minh tâm kiến tánh Cũng giống như minh tâm kiến tánh Quá là hy hữu Điều này Trong cõi nước của tất cả chư Phật Không có Nguyện lực của Phật A-di-đà Gia trì Giúp họ Khiến trí tuệ đức năng đạo lực tướng hảo Thần thông hoàn toàn bình đẳng với Bồ Tát minh tâm kiên tánh Nên nhớ là nhờ Phật A Di Đà gia trì Không phải do ta chứng được Vì ta chưa đoạn được tập khí phiền não Cho nên đây là nhất thừa nguyện hải Điều kiện Điều thiên kiện tu thiên học thiên chính là Tính nguyện trì danh Trì danh nghĩa là Họ trì danh hiệu Cần đức danh hiệu không thể nghĩ bạn Cho thì chữ nguyện Quả thật là thiên chốt của tự giác giác thà chữ nguyện này là nói nguyện của phật a di đà nguyện của chúng ta phải tương ưng với nguyện của phật a di đà ngày nay vì sao chúng ta cầu sanh thì giữ tây phương cực lạc không phải vì mình là vì giác tha chúng ta ngưỡng mộ trí tuệ đức năng của phật a di đà Chúng ta cũng hy vọng giống như Phật A-di-đà Phổ độ lục đạo chúng sanh Trong cõi nước của tất cả chư Phật khắp biển Pháp giới hư không giới Chúng ta muốn là điều này Làm sao để giúp được họ Học Phật A-di-đà tức là giúp họ Vì vậy chúng ta phải học Phật A-di-đà Đến thế giới cực lạc trước Tu học bí Phật A-di-đà Sau khi thành tựu Giúp Phật A-di-đà Quý vị xem Đồng tâm đồng nguyện với Phật A-di-đà Cho nên Phật A-di-đà Dùng đức năng trí tuệ Gia trì cho chúng ta Đến thế giới cực lạc Khi nào Ta mới có thể cảm ứng đạo giao Với mười phương thế giới Để thế giới cực lạc phải học bao lâu Mới có thể giống như chư vị Đại Bồ Tát Chúng sanh có cảm họ liền có ứng Nói cho chư vị biết Đến thế giới cực lạc Liền có năng lực này Chứng sanh mười phạm giới có cảm Quý vị liền ứng ngay Dù quý vị là cõi phàm thánh đồng cư Hả hả phẩm giảng sanh Vì sao nói quý vị có năng lực này Vì trong bổ nguyện của Phật A-di-đà có Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Đều làm A-duy diệt trí Bồ-Tát không nói là phẩm vị nào Chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc Họ chính là A Duy diệt Trí Bồ Tát A Duy Việt Trí Bồ Tát Nếu chúng sanh ở thế gian này có duyên Bồ Tát có thể thị hiện thân Phật Cần dùng thân Phật để độ thoát Tức hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ Họ có thể thể hiện tám tướng thành đạo Quý vị xem Đến thế giới cực lạc liền có năng lực này ừ. Hoàn toàn là sự thật Chúng ta không được hoài nghi Hoài nghi là sai Hoài nghi là phiền não Là tham sân si mạng nghi không phải nói điều gì khác Là đối với Phật Đối với kinh điển Đối với tính nguyện của chính mình Có hoài nghi Đó là tạo thành chướng ngại Vì sao chúng ta Cần thảo luận những kinh giáo này Chỉ có một mục đích Nó có thể giúp chúng ta Đoạn nghi sanh tịnh Vì vậy mới nghiên cứu kinh giáo. À, có thì nghĩa, thì mẫu chốt của tự giác giác thà. Chứ nguyện này là lịch thiên chốt của tự hành hóa thà. Đại nguyện có thể sanh đại lực câu này các nhà khoa học hiện đại cũng đã nói chúng ta phát đại nguyện này không những có thể thành tựu chính mình cũng có thể giúp đỡ người khác hiện nay xã hội động loạn thiên tai dồn dập các nhà khoa học đưa ra một khẩu hiệu tôi có thể làm được làm được điều gì cứu mình cứu gia đình cứu xã hội cứu quốc gia cứu thế giới cứu địa cầu tôi có thể phải tin vào chính mình đây là thật không phải giả chỉ cần chúng ta thường nghĩ như vậy đừng nghĩ cho bản thân nghĩ càng lớn sức mạnh sẽ càng lớn chúng ta nghĩ đến xã hội trên toàn thế giới nghĩ đến toàn nhân loại nghĩ đến toàn bộ đĩa cầu Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những vấn đề đó Tâm lượng sẽ lớn lao Tâm thái lập tức thay đổi Đừng nghĩ đến bản thân Bản thân tự nhiên bao hàm trong đó Ở đây chúng ta thấy tỳ kheo pháp tạng Ngay là tấm gương tốt cho chúng ta Ngài không nghĩ đến bản thân Chiến lập thế giới cực lạc không phải gì tự thọ dụng Hoàn toàn gì tha thọ dụng Giống Dù như thành lập một trường học Là giúp tất cả chúng sanh Không phải vì chính mình Pháp môn phương tiện Phong sáu diệu nhất Quý vị xem dùng pháp bốn chữ A-di-đà Phật Làm phương tiện tiếp dẫn Kỹ xảo tiếp dẫn Phương pháp tiếp dẫn Ai không biết niệm cầu A-di-đà Phật Trẻ còn ba tuổi đều biết niệm Quý vị xem phương tiện biết bao chỉ cần ta tin tưởng Chỉ cần ta phát tâm Nguyện Từ bỏ Thế giới ta bà này Nguyện sanh tịnh độ Không từ bỏ Không buông bỏ thế gian này Không về được tịnh độ Thật sự buông bỏ Ở thế gian này làm gì tích lũy công đức thế nào là tích lũy công đức toàn tâm toàn lực phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn tôi còn ở thế gian một ngày thì làm việc này một ngày đây gọi là công đức giúp quý vị nâng cao phẩm dị tuy phục vụ cho tất cả chúng sanh nhưng tâm luôn thanh tịnh tâm là tâm phật Tuyệt đối không có chút danh gian, gian lợi dưỡng nào Không được có ý niệm này Cũng đừng nghĩ đến thành công hay thất bại Không có thành công hay thất bại Không vì tôi, tôi làm gì có thành công hay thất bại làm tốt điều này Chúng sanh có phước Làm không tốt Phước báo của họ khiếm khuyết một chút Không liên quan gì đến mình Không có chính mình Thường nghĩ tôi là người của thế giới cực lạc Đến đây để tham quan du lịch Lúc nào cũng có thể ra đi Quý vị xem tự tại biết bao Không được ở đây lâu Ở lâu là trôi lăng trong luân hồi Nguyện lớn có thể sanh lực lớn Cho nên đối với niệm tuệ lực Đều làm tăng thượng nhân duyên Chịu niệm Phật A-di-đà chính là trí tuệ Chịu niệm Phật A-di-đà tức là nguyện lực Một mà ba, ba mà một Không niệm Phật A-di-đà không có trí tuệ Quý vị tự nghĩ xem Nếu không niệm Phật A-di-đà Mà tụng đọc kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Đọc kinh Đại Bát Nhã Có trí tuệ chăng? Hầu như có trí tuệ Đúng vậy Nhưng quý vị đọc suốt một đời Đến tu đà hoàng đều không chứng được Quý vị niệm Phật A-di-đà Niệm hai ba năm liền đến thế giới cực lạc làm Phật Quý vị nói ai có trí tuệ Bởi vậy Tuyệt đối không được coi thường các ông bà cụ Chúng ta gặp các ông bà cụ cũng đảnh lễ Không bằng họ Trí tuệ của họ mạnh hơn chúng ta Chúng ta bình tĩnh quan sát sẽ hiểu rõ Chúng ta làm sao sánh được với họ thấy họ đi thành phật chúng ta có thể không đảnh lễ được chăng có thể không tôn trọng ư Đền ảnh sứ nói khởi nguyện tu hành gọi là nguyện lực nguyện này thúc đẩy ta tin tấn tu hành Ngày nay chúng ta niệm Phật Trên tay cầm tràng hạt Các bờ cổ đức dạy chúng ta Miệng niệm Phật không gián đoạn Nay lần tràng hạt cũng không gián đoạn Trong này có ý nghĩa rất thâm sâu Không những là tự hành Còn có thể quá tha Làm gương tốt cho chúng sanh Người ta nhìn thấy biết người này đang niệm Phật Thấy lâu ngày họ cũng muốn niệm Phật Quý vị đã lây truyền sang họ Dũng ý thật sự là đi Khuyên người niệm Phật Không cần dùng ngôn ngữ Chúng ta làm như vậy Chính là khuyên người niệm Phật Bên dưới hội sớ nói Nguyện lực Tứ hoàng thể nguyện Có thể sanh vào cõi nước tịnh độ của Phật Thanh tựu chúng sanh Quang là lớn Tất cả chư Phật như Lai Thường hay phát đại nguyện Khi còn ở nhân điện tập hợp tất cả những đại nguyện này lại đưa ra một cương lĩnh chính là bốn điều này bốn mươi tám nguyện của phật a di đà cũng không ra khỏi bốn điều này cho nên tứ hoàng thị nguyện là đại nguyện căn bản của tất cả bồ tát tu hành thành phật Chúng ta phải thường nghĩ Thứ nhất là Phát tâm Đầu tiên chính là phát nguyện Đó tức là tâm Bồ Đề Chúng sanh vô biên thị nguyện độ Đây nghĩa là phát tâm Bồ Đề Chúng ta phát tâm thành Phật là vì điều gì Chính là vì nguyện độ tất cả chúng sanh Không vì chính mình Là vì độ chúng sanh Muốn độ chúng sanh trước tiên phải độ chính mình Chính mình chưa thành tựu Không thể độ chúng sanh à, Muốn thành tựu bản thân Trước phải thành tựu đức hạnh của mình Phiền não vô tận thị nguyện đoạn Đây là thành tựu đức hạnh Có phiền não là không được Làm sao để đoạn phiền não Trì giới định tuệ Mới có thể đoạn phiền não Cho nên ngày nay Phật giáo trên toàn thế giới Phật giáo đã suy yếu Suy yếu đến cùng cực Nguyên nhân gì? Có người học Phật Không ít người nghiên cứu kinh điển nhưng không giữ giới luật Cổ Đức nói rất hay Không có giới luật Phật Pháp sẽ không còn Lễ không có Nho giáo không còn Không có nhân quả Đạo giáo không còn Từ đây mà nói Ngày nay nho thích đạo đều không còn chúng ta muốn đời nay có một chút thành tựu thực sự giảng sanh thế giới cực là ba nền tảng này rất quan trọng bất luận là vì mình hay là vì chánh pháp cửu trú đều phải thực hành nó thực hành ba nền tảng này Người bây giờ Phải dùng thân giáo Ngôn giáo không có hữu hiệu Họ không tin Phải làm cho họ thấy Mới có thể cảm động người khác Cho nên điều này quan trọng Cổ đức dạy chúng ta Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Là dạy điều gì? nghĩa là vậy Phạm... trừ cả, trừ cả. phiền não vô pháp tận thể nguyện đoạn là dạy pháp môn này không, không phải sao? điều ở sau Phạm... đoạn tận phiền Phạm... não ta mới học pháp môn ừ, vì sao vậy Phạm... vì đoạn tận phiền não là đã khai ngộ không phải giống như bồ tát long thọ ư à, Giống quen... đại sư huệ năng ư à, pháp, pháp môn, môn học như thế đúng nào đúng. nghe là được học tập kinh giáo lật xem dài trang ở sau đều hiểu hết quá siêu gì cho nên phiền não vô tận thể nguyện đoạn là giới định phá môn vô lượng thể nguyện học là trí tuệ pháp trong phật pháp Tông môn đi theo con đường này Trí tuệ chưa khai không được xem kinh Vì sao vậy Nó gây nhiễu loạn Tâm không tịnh Nên không xem kinh Sau khi trí tuệ khai mới xem kinh Gọi là ngộ rồi mới tu Khác với giáo môn Giáo môn là đối với hàng căn cơ trung hạ Tông môn là đối với bậc thượng thượng căn Bậc thượng thượng căn Sẽ thành tựu ngay trong đời này Minh tâm kiên tâm Hàng thượng căn học chưa chắc có thể khai ngộ Cũng có ngộ Nhưng là tiểu ngộ Đại ngộ Không thể đạt được đại triệt đại ngộ Cho nên giáo môn rất rộng Vì sao hàng trung hạ căn rất nhiều Kiếm tuyết đại đa số Phương pháp của nó Thực tế thì hoàn toàn tương đồng với nguyên lý của thiền Quý vị xem Vậy quý vị Mười năm nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Quý vị sẽ hiểu được ý nghĩa của nó mười năm chuyên tu một bộ kinh không thay đổi. Ô, như sao vậy như vậy sẽ được định. nếu, nếu học thương nhiều thương, thứ thương, tâm sẽ không thương. chuyên. không để quý vị học nhiều thứ chỉ được chuyên chú vào một bộ kinh. khi đạt được định Trí tuệ khai mới cho phép ta học rộng nghe nhiều Giáo môn khác với tông môn Tông môn nghiêm khắc Chưa khai ngộ tuyệt đối không được học nhiều thứ Trong giáo môn Đại khai đến giai đoạn đại ngộ Lúc này ta có thể tham cứu kinh điển Tích tiểu ngộ thành đại ngộ Vừa xem liền có thể quán thông Mô kinh thông tất cả kinh thông Thật sự thực hành một cách triệt để là tông môn Nhưng phương pháp của tông môn quá nghiêm khắc Rất nhiều người không chịu được Không phải bậc thượng thượng căn một đời không thể đại triệt đại ngộ Quý vị xem Trong hội của Đại sư Huệ Năng Trong thiền tông quả thực là bậc nhất 43 người khai ngộ Chưa từng có trong lịch sử Trước Đại sư Huệ Năng không có Sau Đại sư Huệ Năng cũng không có Một vị tổ sư trong một đời giáo hóa trong hội ngày Có một hai người khai ngộ Đã là quá tốt Đại đa số là gì? Đại đa số về sau đều không có Về sau không có người kế thừa Số ít là đơn truyền cho một người Đây là chân tướng sự thật phơi bày trước mắt chúng ta quý vị xem ngũ đăng hội nguyên có một ngàn bảy trăm công hạng. trong này ghi chép tức là trong hơn một ngàn năm nay có một ngàn bảy trăm người khai ngộ trong truyền đăng luật cũng ghi chép những câu chuyện này bởi thì chúng ta dự đoán bao gồm cả đại thừa Mỗi người trong giáo môn Đại khai viên dạy Như Đại sư Ngậu Ích Đại sư Quyền Trang Những người này đều là giáo môn Tịnh độ tông là Lý nhất tâm bất loạn Phật giáo truyền đến Trung Quốc 2.000 năm, chắc có khoảng 2-3.000 người khi nhập cảnh giới này, đặc biệt là pháp môn niệm Phật, người đạt được trình độ này rất nhiều là những người niệm Phật giảng sanh, giảng sanh tức là thành Phật. Nhất định chúng ta phải hiểu điều này Đây là con đường nhanh chóng thành tựu Bởi vậy Không phải thiện căng sâu dày Trí tuệ chân thật Làm sao họ tin được Là pháp khó tin Khó tin dễ hành Rất dễ tu Rất dễ thành tựu Dễ hơn bất kỳ pháp môn nào nếu nói tám dạng bốn ngàn pháp môn dễ tu Pháp môn này dễ nhất Không có pháp môn nào dễ hơn Mà thành tựu còn rất cao Cao đến mức khiến người ta không dám tin Đời này gặp được pháp môn này Quả là hy hưởng Bồ Tát đều khen ngợi Sao quý vị có phước báo lớn như vậy Sao quý vị gặp được pháp môn dí diệu này Vì sao vậy Vì gặp pháp môn này nhất định hơn họ Cho nên Tuyệt đối không được lơ là Việc đoạn phiền não Không đoạn phiền não Học pháp môn rất khó khăn Rất khó thành tựu Sau cùng là Phật Đạo Vô Thượng Thể Nguyễn Thành Điều này Đến 41 vị Pháp Tân Đại Sĩ Trong hội Hoa Nghiêm Họ theo Bồ Tát gian Thù Và Phổ Hiền đến thế giới cực lạc Để làm gì Họ đã thực hành xong Ba điều trước của Tứ Hoàng Thị Nguyện Phá thơ Bồ Tát Đã làm được chúng sanh vô biên thị nguyện đồ Phiền não đã đoạn Pháp môn cũng đã học Quý vị thử nghĩ xem họ đến thế giới cực lạc để làm gì Chính là vì Phật đạo vô thượng thị nguyện thành Họ đến thế giới cực lạc nhanh chóng thành Phật Ở thế giới qua tạng phải mất ba A tăng kỳ kiếp họ mới thành Phật Họ đến thế giới cực lạc Đến đó là thành Phật Từ đây chúng ta mới biết Sự thù thắng của thế giới cực lạc Thù thắng đến mức độ nào Không thể tưởng tượng được Chúng ta thấy chư vị Bồ Tát Ở thế giới hoa tạng 41 vị Pháp thân đại sĩ Đều đến thế giới cực lạc Đến đó thành Phật Chúng ta lập tức liên tưởng đến Bồ Tát Trong quả thật báo trang nghiêm Trong vô lượng vô biên thế giới Vô lượng vô biên chư Phật như lai khắp mười phương Họ cần đến thế giới cực lạc chăng Thế giới cực lạc vô cùng náo nhiệt thần não nhiệt đến từng lớp từng lớp đến thế giới cực lạ khi đến phật, phật a di đà thuyết pháp một lần họ liên tốt nghiệp thiên thành phật đạo lớp này ra đi lớp sau lại đến ngày ngày đều có người đến có đến có đi sự thù thẳng trong thế giới này không thể tưởng tượng được Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch Quý vị nói không đến đó được chăng Quả thật đi được Có thể đến đó Chỉ cần ta phát tâm Bộ kinh này chính là sách bảo đảm Cho ta dáng sanh thế giới cực lạc Đã được bộ kinh này Có nghĩa là cầm được giấy bảo đảm trên tay Tu hành theo lý luận Phương pháp trong kinh điển này Người người đều sanh tịnh độ Người người đều thành Phật đạo Ở thế giới cực lạc Chúng ta phải hiểu tứ hoàng thể nguyện này Thành tựu chúng sanh Ngày nay Bồ Tát Pháp Tạng đầy đủ nguyện lực thù thắng Không ai sánh bằng Không ai sánh bằng là nói chư Phật mười phương Cho nên hiểu là Đại Nguyện Dương Bởi vậy trong kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Phật Di Đà Quan trung cực tôn Phật trung chi dương Khen ngợi đến tổ cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại diện Tất cả chư Phật Như Lai khen ngợi Điều này cần phải biết Không phải mình Ngài khen ngợi Tất cả chư Phật Như Lai đều khen ngợi Niệm quậy lực Là chỉ niệm lực và quậy lực Đây là nói năm căn Năm lực Bên dưới nói Tính lực Tinh tấn lực Niệm lực Định lực Tuệ lực Gọi là ngũ lực Năm loại lực này đều đầy đủ À. Ừ. trước tiên là nắm căng căng à, tiếp thông tục thông qua tu hành họ có sức mạnh đây là, là sức mạnh gì là... thì... bên dưới nói rất rõ ràng thiên ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại nên gọi là lực à. ừ. nếu Tinh tấn niệm định tuệ sanh khởi sức mạnh Thiên ma ngoại đạo Gặp phải không những không chứa ngại được Họ còn cung kính lệ bái quý vị Làm hộ pháp cho quý vị Còn như ta không có công phu Thiên ma ngoại đạo coi thường Họ đến gây rắc rối Bỡn cợt chúng ta Có công phu thật sự họ liền khám phục Họ liền thay đổi làm thần hộ Pháp Dùng phương pháp gì để hàng ma Dùng tinh tấn niệm định tuệ Ma gặp quý vị họ liền biến thành Bồ Tát Vì thế chúng ta phải thực hành năm chữ tính <laughs> tấn niệm định tuệ này à, biến nó thành lực biến năm căn thành năm lực trong pháp môn niệm phật rất dễ Hầu như Người chân chánh niệm Phật Đều có thể làm được Vì sao vậy? Vì họ không có lực thì không thể giảng sanh Rất nhiều người niệm Phật Đều đầy đủ ngũ lực À, cũng chính là chúng ta nói tinh thật Rất tinh tấn Tinh tấn không phải là do niệm Phật nhiều hay ít Trong tâm thật sự quá Phật Thật sự buông bỏ Không còn lưu luyến thế gian này Đó gọi là tinh tấn thật sự Trong tâm luôn có Phật Định lực là tuyệt đối không bị các cảnh giới làm dao động Tuệ là trí tuệ, chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu này. Tuyệt đội không lây chuyển, trí tuệ liền trở thành sức mạnh. từ các pháp môn khác, biện ngũ căng thành ngũ lực, không dễ. Nhưng pháp môn tỉnh độ không khó. Khi ta thấu hiểu lập tức thay đổi, đại trí độ luận nói năm căn tăng trưởng tính tấn niệm định tuệ là năm căn năm căn tăng trưởng không bị phiền não phá hoại đây là lực nghĩa là nói không còn bị cảnh giới bên ngoài làm dao động như vậy là có sức mạnh chúng ta thường nói trong quận cảnh không có tham ái Không có tham luyến Trong nghịch cảnh Không khởi sân nhuế Bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh Là thiện duyên hay ác duyên Đều có thể duy trì được Như như bất đồng Lực này liên hiển tiên Đó chính là năm lực Bên dưới nói Niệm lực Niệm căng tăng trưởng Có thể phá trừ tà niệm Đây nghĩa là gì? Là tà niệm không còn Vì ta khởi tâm động niệm Đều là Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Không còn ý niệm nào nữa Niệm thứ hai đều là tà niệm Đây gọi là niệm lực Tuệ lực Tuệ căng tăng trưởng Có thể phá tam giới chư hoặc Không còn mê hoặc trong dục giới Sắc giới vô sắc giới Vì sao vậy? Vì tam giới này là phước báo trời người rất dễ mê hoặc người khác người thế gian biết thần tiên tốt đẹp đức phật bị nhưng không bị họ mê hoặc thần tiên chưa ra khỏi tam giới đại sư linh phong lại nói đây là đại sư ngậu ít nói Niệm căng tăng trưởng Thành tựu tất cả công đức Chánh niệm xuất thế Gọi là niệm lực Đây là nói từ chánh diện Ở trước là nói đến Phó Tham sân Si Chưa hoặc chính là Ngu Si Khi tiếp xúc rất dễ động niệm Động niệm Nghĩa là mê hoặc Cổ Đức Cường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Mê là ý niệm Trong cảnh giới này Tâm mình động niệm Phải nhanh chóng quay về Phật A-di-đà Ý niệm thứ hai trở về với Phật A-di-đà A-di-đà Phật là chánh niệm Nghĩa là đuổi mê hoặc Ta niệm ra khỏi tâm y Đại sư Ngậu Ích nói rất hay Thành tựu tất cả công đức Chánh niệm xuất hiện. Siêu diệt Không những vượt thoát lục đạo Mà còn ra khỏi mười pháp giới Giảng sanh thế giới cực lạc tuệ căng tăng trưởng có thể che thông biệt chư hoặc phát vô lậu chân thực gọi là tuệ lực đây là chị trí tuệ tăng trưởng ta có năng lực nhìn thấu những mê hoặc này Nhìn thấu sẽ buông bỏ Tuệ lực là nhìn thấu kiến tư hoặc là thông hoặc Vì sao vậy? Vì cả tam thừa đều có Trần sa hoặc, vô minh hoặc là biệt hoặc Là sanh văn Bồ Tát trong mười pháp giới cần phải đoạn ánh sáng trí tuệ ngăn trừ hoặc triển phá trí tuệ vô lậu chân thực gọi là tuệ lực nói cách khác chưa đoạn phân biệt và chưa đoạn vô minh không phải trí tuệ chân thật họ ờ, có trí tuệ thông minh hơn chúng ta nhiều là cảnh giới gì à là hạng Bích Chi Phật quyền giáo Bồ Tát Tức là Bồ Tát trong 10 Pháp giới Ai có trí tuệ chân thật Phá nhất phẩm vô mình Chứng một phần Pháp thân Lúc đó trí tuệ chân thật xuất hiện Trí tuệ vô lậu chân thật Đây là tuệ lực Các lực như vậy thấy đều thù thắng tăng thượng là có thế lực mạnh có thể khiến pháp của nó tăng trưởng nhanh chóng gọi là tăng thượng chúng ta có một phần công phu phải biết Pháp môn tịnh tông này Phật A-di-đà -Gi sẽ gia trì chúng ta Ngài gia trì Thì công phu chúng ta nhất định thành tựu Ta có một phần công phu Thì Ngài gia trì một phần Ta có hai phần Ngài gia trì hai phần Gia trì luôn tương đối Ngang bằng giữa công phu của chúng ta Đây là gì? Đây là đạo lý cảm ứng Phật A Di Đà có tâm à, giá trị, mình trị mình chúng ta chăng? Không có. Tuyệt đối không có khởi tâm đồng niệm. Đây là cảm ứng. Chúng ta có cảm ngày liền có ứng. Nếu, Nếu chúng ta khởi tham, tham sân si mạng nghi nghe, tự tư tự lợi khởi ý niệm này nên, cũng có cảm ứng cũng có nên, giá trị nên, ai nên, giá trị ma trong lục đạo nên, giá trị họ gia trì cũng tương ứng ta có một phần họ gia trì một phần rất phiền phức không thể không biết điều này vì thế chẳng những không được làm việc ác tốt nhất ý niệm ác cũng không được có Niệm ác là căn bản của hành vi ác có ý niệm sau đó mới có hành vi đoạn tận nền tảng của ác niệm quý vị sẽ không làm việc ác vấn đề này người thuộc căng tánh như chúng ta nếu không ngày ngày học kinh điển đại thừa thì không được chúng ta xem báo cáo của các nhà khoa học phương tây họ đã nói phương thức học tập tốt nhất là dạy học câu nói này rất hay cổ nhân nói giáo học tương trường không những giúp người khác Đồng thời giúp mình nâng cao à, Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tại thế Giảng Kinh bốn Pháp 49 năm Không có ngày nào rời việc dạy học Làm như vậy cho chúng ta thấy nếu chúng ta muốn giảng kinh dạy học không có ai nghe không ai nghe thì mình tự nghe trước đây khi tôi ở mỹ môi trường ở mỹ không như ở đây ở đây ngày ngày giảng kinh đều có tính chúng ở mỹ không được nếu không phải kỳ nghỉ thì không có ai đến nghe cho nên giảng kinh ở mỹ một tuần chỉ có hai ngày cứ bảy và chủ nhật được nghỉ mọi người có thể đến nghe những ngày còn lại công việc rất bận rộn không có thời gian đến nghe kinh vì thế ở mỹ không thể ngày nào cũng giảng kinh một tuần chỉ giảng hai ngày phải làm sao Còn 5 ngày không có cơ hội Chúng tôi có phương pháp Lúc đó không có camera Không có ghi âm Chúng tôi có một máy thu âm nhỏ Đặt trước mặt nói với nó Dán xong mở ra tự mình nghe Mỗi ngày đều không lãng phí thời gian như vậy mới duy trì được sự tinh tấn Cổ nhân nói đọc sách Trong Phật giáo gọi là tu hành Không tiến thì sẽ lùi Không thể không tinh tấn Ngay ngày phải tiến về phía trước Mới duy trì được bất thoái chuyển Cho nên chính mình phải có phương pháp Bản thân phải thực hành Phải quay việc này là việc lớn nhất Trong đời mình phải làm đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Vì sao chúng ta mỗi ngày đều phải nghiên cứu kinh giáo để giúp chúng ta đoạn nghi sanh tịnh, giúp nguyện dòng chúng ta kiên cố cầu sanh tịnh độ. Khiến kinh giáo những chú giải này đều là tổ sư đại đức là tâm đắc tu học của họ đưa ra chia sẻ với chúng ta chúng ta ở đây có sự khai mở lớn lao biết bản thân nên làm như thế nào cho nên đây đều là tăng thượng duyên của chúng ta Trong kinh này trích dẫn kinh luận Đều là trước tá của tổ sư Chứ vị tổ sư này đều là người giảng sanh Thế giới cực lạ Cư sĩ hoàng niệm lão chọn Không phải chọn tùy tiện tăng thượng trong kinh này vô cùng thù thắng bây giờ chúng ta đọc kinh trang này trong này nói đến tăng thượng khác với các tăng thượng khác tôi vừa mới nói với quý vị Chúng ta khởi tâm động niệm Phật A Di Đà biết Thậm chí bản thân chúng ta không hề hay biết Đã khởi ý niệm gì Ngài nhận được hoàn toàn Chúng ta nhớ ba loại chu biến trong hoàng nguyên quang Quốc sư Hiền thủ đưa ra ví dụ Đều là một hạt bụi, một hạt di trần Ngày nay khoa học gọi là một tiểu quan tử Mắt thể chúng ta không nhìn thấy được Hiện tượng dao động của nó Chu biện phạt dự Tốc độ quá nhanh Không phải tốc độ ánh sáng Điện từ có thể sanh được nó Vừa động lập tức chu biến pháp giới Xuất, xuất sanh vô tận Đây là nói tùy tình. duyên của nó Cũng à, nói cũng rõ đó. ảnh hưởng Tha Của dao động này Tất cái giảng pháp khắp biến pháp giới hư không giới Nó đều đến Xuất sanh vô tận nó đều đến Hàm dung không hữu Đây là nói về lượng Thông thường chúng ta gọi là tâm lượng Thật sự là Ôm trọn hư không dung nhiếp dạng hưởng chỉ một hạt tiểu quang tử chứng tỏ biến pháp giới hư không giới giới chính mình là một thể vô cùng hoàn mỹ trong kinh hoa nghiêm nói một là tất cả tất cả là một từ đây chúng ta lãnh hội được chân nghĩa của nó Ở đây nói tăng thượng là nói đến thu thắng tổ cùng Vì những tăng thượng này không phải dự pháp Mà là kỳ tâm Kỳ tâm tức tự tâm của người này Tâm của chính mình Đức Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta Ý này chúng ta lúc nãy đã nói qua Vì sao? Vì đây là bổ nguyện của Phật A-di-đà Chỉ cần chúng ta phá tâm cầu sanh tịnh độ Là đồng tâm đồng nguyện Đồng đức đồng hạnh với Ngài Như vậy sao Ngài không gia trì được Thế Sự gia trì của Ngài thu thắng vô cùng Gia trì tâm này của chúng ta Năm căn, căn Thành tựu năm lực à, Cũng đây. chính là từ Anh năm căn Nâng lên đến năm lực Nó khởi tác dụng Kinh Kim Cang nói Ưng um vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm tiêu chuẩn kỳ tâm trong hai kinh này Chính là một tâm à, Trong Kinh Kim Cang nói Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Phật A-di-đà Gia trì chúng ta cũng là tâm này Tâm này là chân tâm của chính mình Không phải giọng tâm Trong vọng tâm không có Phật A-di-đà Phật A-di-đà là chân tâm Chúng ta bây giờ là vọng tâm Nếu để Phật A-di-đà trong tâm Tâm liền trở thành chân tâm Chỉ đơn giản như thế Chân và vọng chính là như vậy Trước đây Thầy Lý còn ở đời Thường nhắc nhở chúng tôi thay đổi tâm đổi như thế nào đổi thành phật a di đà câu nói này là câu cửa miệng của thầy mỗi lần gặp chúng tôi thầy thường nhắc nhở thật vậy đây chính là nhất tâm ví như lau chùi gương hết dơ bẩn thì ánh sáng hiện Chân tâm giống như chiếc gương vậy Trên chiếc gương chúng ta hiện nay bám đầy bụi bặm Lao cho nó sạch sẽ Vô mênh hoạt hết Tự tâm sáng rõ Nên gọi là tăng thượng kỳ tâm Ví dụ này ví dụ rất hay Chúng ta dùng gì để lao chùi Dùng tính nguyện hạnh Dùng giới định tuệ để lao chùi Thông thường Đại Thừa dùng giới định tuệ Pháp môn tịnh tông dùng tính nguyện hạnh Tính nguyện hạnh sẽ được Phật A Di Đà gia trị Gia trị chính là tăng thường Khiến chúng ta Mọi thứ đều giống như lúc tỳ kheo pháp tạng Ở trong hội của tự tại dương Phật Thu thắng như vậy lúc đó ngày nhờ sự gia trì của mười phương chư phật ngày nay chúng ta được phật a di đà gia trị đồng thời cũng được mười phương chư phật giá trị sức tăng thượng này lượng biết bao chúng ta có khi gặp khó khăn vẫn là mê hoặc điên đạo đó là gì là do tính tâm chúng ta chưa đủ Hành vi chúng ta có gì không đúng Phải soi xét lại bản thân Nếu tính tâm đầy đủ Không hề hoài nghi Sức mạnh lập tức gia trì đến Từ đó cho thì Ngày nay chúng ta học Phật lâu như vậy Trong đó vẫn còn nghi vấn Chẳng qua những nghi hoặc này Ngày càng cạn Ngày càng nhạt dần đi Nhưng nó vẫn còn Tính tâm kiên định tâm nguyện kiên cố nghi hoạt này sẽ không có sức mạnh giá trị đó ta có thể cảm nhận được có thể cảm nhận được tăng thượng kỳ tâm này phật a di đà giúp chúng ta tăng thượng hết giờ rồi hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây thank you